Tại thành phố Hồ Chí Minh, những ngôi nhà có diện tích nhỏ được người lao động nhập cư thuê như thế này là không hề hiếm. Chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông mà có đến 5 người ở. Chính vì thế, ngay khi có dự thảo về quy định diện tích bình quân tối thiểu mới, không ít người đã khá lo lắng. Gia đình nào thì cũng ở 5-7 người, mà cái diện tích thì tương đối là nhỏ. Phải nói là nhiều khi chắc 20 mét vuông chắc ở gần 4-5 người chứ không phải là 1 người. Đó, mà nếu bây giờ xét duyệt lại cái kiểu này mà để nhập khẩu hay là để xét giấy tờ nhà cửa này kia làm vậy thì sẽ bị không có làm khó cho nhân dân. Làm sao mà đủ diện tích 20 người, 20 mét một người đào đâu mà ra? Bây giờ là chạy xe ôm mỗi ngày, ngày kiếm được nhiêu, cao lắm được 5-3 đồng, 100 ngàn hết sức à. Vợ thì bán cà phê bưng 7 ngàn ly, rồi tiền đâu rồi trả tiền nhà, tiền thuê, tiền điện, tiền nước. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đây là tiêu chuẩn để một người được đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố. Tiêu chuẩn này được ban hành chỉ áp dụng cho trường hợp nhập hộ khẩu vào nhà ở nhờ, thuê, mượn, không áp dụng cho những trường hợp đăng ký hộ khẩu vào nhà thuộc sở hữu của mình, nhập hộ khẩu theo thân nhân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quy định này có thể gây khó khăn cho người nhập cư. Thành phố ta mong muốn đạt tới 20 là 20 mét, nhưng mà chúng ta lấy cái 20 để chúng ta tính rồi thì nó cũng thiệt. Nói chung là thiệt thòi cho nhất là cái người lao động đang làm việc thành phố lâu năm. Cái việc mà giãn dân thì nó là một, tất nhiên nó là một trong những cái tiêu chí của các thành phố hiện đại và thông minh trong cái thời gian tới, và nó phù hợp với lại cái xu hướng của thế giới. Tuy nhiên thì cái cách thức mà chúng ta đưa ra các biện pháp hành chính để mà hạn chế cái số lượng sở hữu mét vuông sàn á, thì nó tương đối là nó chưa phù hợp với lại cái thông lệ quốc tế, cũng như là chưa phù hợp với lại cái mức thu nhập bình quân đầu người của tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, từ khi luật cư trú có hiệu lực từ năm 2006, đến nay có hơn 94.000 hộ đăng ký hộ khẩu vào nhà mượn, thuê, ở nhờ trong tổng số 1,5 triệu hộ dân thường trú trên địa bàn. Với quy định mới, sẽ hạn chế được các trường hợp nhà 50m² trong các quận trung tâm mà có tới 20, thậm chí 50 đăng ký hộ khẩu ở nhờ. Cái mục đích mà để ban hành cái này ra cũng không phải là để hạn chế đừng cho người khác vào thành phố Hồ Chí Minh này. Không có cái chuyện đó. Hay là có cái chuyện phân biệt với cái người dân mà không phải ở tại thành phố, ở trong thành phố. Diện tích này là quy định cho tất cả mọi người. Vậy thì bây giờ 10m hay 15m hay 16m hay 20m thì đó là trong cái quá trình tiếp thu, lắng nghe, mà quan trọng nhất là lực ban hành văn bản vi phạm pháp luật là lấy ý kiến của các cái đối tượng tác động. Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo ở đó lấy ý kiến rất là nhiều các đối tượng sở ngành. Theo số liệu của Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi năm dân số thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm 200.000 người, và thực tế cho thấy có hộ khẩu hay không, khu vực nào có cơ hội việc làm tốt, đời sống thuận tiện, người dân vẫn tập trung đến. Quy định diện tích lớn khó có thể giảm áp lực dân số, trong khi các chuyên gia lo ngại nếu nhiều người tạm cư không ổn định chỗ ở sẽ gây khó cho quản lý cư trú, an ninh trật tự. Lâu dài, con cái của họ sẽ bị thiệt thòi về chăm sóc y tế, việc làm, học tập vì không được đăng ký thường trú.